bum 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 bum. Xin kính chào các bạn và các vị, mình đang có một cái hộp có chữ MI. Vâng, lại một sản phẩm khác của Xiaomi. Đây là chiếc MI 4 và trong video này mình sẽ mở hộp và đánh giá lại cho các bạn một chút về cái sản phẩm hiện nay trên thị trường chỉ có phần khung giá hơn 6 triệu đồng một chút mà thôi. Nếu các bạn muốn mua chiếc Xiaomi MI 4 mới 100% này, các bạn có thể đến với cửa hàng ClickBuy. Hiện nay ClickBuy đang cung cấp sản phẩm Xiaomi MI 3, MI 4 với mức giá cực kỳ tốt, hàng mới 100% trên thị trường. Hãy xem trong hộp chúng ta sẽ có gì. Cái hộp của sản phẩm này thì nhỏ gọn hơn so với lại hộp của MI 3. Trong này chúng ta vẫn có sách hướng dẫn sử dụng này, hy vọng sẽ có que chọc sim. Đó, nói không sai. Đây mọi người sẽ còn có cáp kết nối micro USB. Chúng ta có cục sạc. Đây là toàn bộ các phụ kiện tiêu chuẩn có được mà Xiaomi họ bán và sẽ không đi kèm với tai nghe. Đó, thế rồi các team. Biến mất. Chưa biến à? Thế thôi để tạm dừng video vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Xiaomi MI 4. Thì cảm giác cầm trong tay đó là nó rất sang trọng và đẹp. Thực ra thì cái này các bạn phải cầm vào, nếu không thì nhiều bạn lại bảo là đồ Trung Quốc rồi chất lượng kém thế này. Nhưng thực chất không phải vậy. Đây là lý do tại sao Xiaomi được mệnh danh đó là Apple của châu Á. Tất cả các sản phẩm điển hình như ở đây là chiếc MI 4 là flagship ở năm ngoái. Thế nên nó được đầu tư với cái mức độ hoàn thiện cũng như là chắc chắn trong từng chi tiết một. Các phím bấm tăng giảm âm lượng hay là phím nguồn bên cạnh phải, khi sờ vào cảm giác rất là thích và nó nổi bật. Độ đàn hồi của phím là cực kỳ tuyệt vời. Hay là bên dưới cổng sạc micro USB và các cái lỗ loa ngoài được chấm nhỏ li ti, có mức độ hoàn thiện rất tốt, không hề thể hiện bất kỳ một cái chỗ nào xấu hay là không đồng đều với nhau. Ở bên cạnh trái sẽ là khay đựng sim và bên trên là jack cắm tai nghe cũng như là con mắt thần. Chưa rõ là con mắt thần này nó sẽ để làm gì, vì mình không thấy trong máy có cái phần mềm điều khiển từ xa. Có thể là sẽ cài vào trên store hoặc chỗ nào nó sẽ có để bổ sung thêm. Cách hoàn thiện cái đường viền của chiếc Xiaomi MI 4 thì giống với Apple iPhone 4 và 4S. Tức nghĩa là cái viền nó rất chắc chắn, thay vì là vát mỏng giống như kiểu iPhone 5 và 5S, độ bền của nó không được cao. Còn viền của chiếc Xiaomi MI 4 thì rất là tuyệt vời. Nó sẽ có một đường diamond cắt nhẹ nằm tiếp giao với lại cái phần màn hình, thế nên tạo ra cảm giác đẹp và sang trọng hơn nhiều. Mặt trước này chúng ta sẽ thấy camera tự sướng của nó là 8 megapixel. Con này mới là 8 chấm, hôm nọ thì mình đọc thông số nhầm, MI 3 chỉ là 2 chấm. Có loa thoại, cảm biến và cũng như logo của Xiaomi góc trái. Bên dưới là ba phím điều hướng gồm menu, home và phím back. Ba phím này thì sẽ có đèn nền và đặc biệt khi mà lên phiên bản MIUI V6, phím menu sẽ tự động thay đổi đó là thành phím đa nhiệm cho chúng ta để mở cửa sổ các ứng dụng. Đây thì gần giống như là Android 5.0. Ở phía mặt lưng, đây là nơi ít sang trọng nhất và ít đẹp nhất của MI 4. Nó sẽ có camera 13 megapixel nhưng sử dụng cảm biến của Sony, có đèn flash LED, mic phụ thứ hai và bên dưới là logo Xiaomi được in nổi lên rất đẹp. Mặt lưng này mình không thích là do nó bám mồ hôi, dấu vân tay, nó là một lớp nhựa bóng. Kể mà nó cũng làm từ kim loại hoặc là một chất liệu nào đấy khác đi thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Được cái mặt lưng là làm bo cong mềm mại thế nên cầm nắm tay thích lắm, nó không cảm giác khó chịu. Quay sang mặt trước của Xiaomi MI 4 thì để nói về chiếc MI 4 này thì mình sẽ so sánh nó với một sản phẩm nào mà rất là quen thuộc đối với các bạn, đó là Xperia Z3. Hai sản phẩm này có điểm chung là sử dụng công nghệ màn hình IPS, độ phân giải Full HD. Màn hình của Z3 mình khen như thế nào thì màn hình của chiếc MI 4 tương tự như vậy. Màn trong vắt không hề có bất kỳ một gợn đục nào hay là thể hiện cho thấy là màn hình hiển thị không tốt. Góc nhìn của nó tốt và cũng như là màu sắc rất là tươi. Màn hình này rực rỡ cho ta xem hình ảnh, các biểu tượng trên màn hình rất là nổi bật. Nhìn chung màn hình của MI 4 sẽ xếp trong số những máy có màn hình đẹp nhất và xuất sắc nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài ra thì chiếc máy này có cấu hình tương đồng với Z3. Nó sẽ có vi xử lý Snapdragon 801 và chúng ta có 3GB RAM. Chắc chắn sẽ có một bài speed test so sánh với Z3 để các bạn xem là hiệu năng của hai máy như thế nào. Chấm bằng AnTuTu hiện nay mình đã có được khoảng 46.000 điểm, 45.743. Đây là một điểm số cũng rất là cao. Với GPU Adreno 330 thì thoải mái game ứng dụng, phang cho bằng hết. Chiếc máy này của chúng ta hiện nay đang chạy MIUI V6 theo cái giao diện phẳng mà Xiaomi đã làm từ hồi năm ngoái. Và đây là một trong những máy đầu tiên được update để trải nghiệm cái phiên bản MIUI V6 này. Máy đang chạy trên nền tảng Android 4.4.4 và chúng ta phải chờ cập nhật lên 5.0 sau. Nhưng mà sẽ sớm có thôi, vì những máy năm nay của Xiaomi 2015 đều đã có Android 5.0 thì những máy khác sẽ được nâng cấp lên ngay. Cái camera của nó là một trong những cái điểm nhấn mà mình hài lòng nhất khi sử dụng các sản phẩm của Xiaomi. Camera nhiều tùy biến, khi chúng ta vuốt qua có một số lựa chọn như là refocus này, chúng ta có thể chụp trước và lấy nét sau,
hay là chế độ chỉnh tay. Với chế độ này thì người dùng có thể phơi sáng được 1 giây, chúng ta có thể lấy nét bằng tay, cân bằng trắng, chỉnh được ISO và có chế độ hẹn giờ này, chụp ảnh beauty hay là chế độ chụp ảnh về ban đêm, vân vân. Có khá nhiều khả năng chụp ảnh có sẵn trên chiếc MI4 này. Đặc biệt camera trước thì có một cái phần mềm tuyệt vời, đó là nhận diện ở độ tuổi luôn. Cái camera này có chụp ảnh tự sướng thì chụp xong không nhận ra mình hay là nhận ra gấu luôn. Và như vậy đây là bài trên tay và chia sẻ nhanh mở hộp cái chiếc Xiaomi MI4. Chiếc smartphone này đang được bán hàng mới 100% tại cửa hàng Clickbuy với mức giá cực kỳ tốt ở phân khúc hơn 6 triệu đồng. Thì theo mình nghĩ mình sẽ có bài so sánh với HTC One M8, Xperia Z3 Compact hoặc Z3 sẽ hợp nhất. Và cho các bạn còn sản phẩm nào hãy comment chia sẻ bên dưới. Mình sẽ có rất nhiều điều chia sẻ các bạn về những sản phẩm của Xiaomi, tại vì nó thực sự là tốt và bây giờ mới có một mức giá tuyệt vời và ấn tượng đến như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.